Xin chào các quý vị khán giả của FPT Play. Quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá Việt và cùng cập nhật những thông tin bóng đá trong nước mới nhất. Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu, chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Phối hợp phạm vi nhỏ là nội dung được ban huấn luyện tăng cường trong các buổi tập. Người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất chờ đợi lối đá tấn công ban bật đẹp mắt, nhuần nhuyễn được đội tuyển Việt Nam thể hiện ở giải đấu tới. Ngày 5 tháng 12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu, chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Với việc huấn luyện viên Park Hang-seo trở về Hàn Quốc thì giao án tập luyện trong hai buổi tập sáng và chiều đều được theo sát bởi trợ lý Lee Jang-jin. Theo đó, đội tuyển tăng cường những bài tập phối hợp ít chạm trong phạm vi nhỏ khi các cầu thủ được chia làm 3 nhóm tập luyện ở khu vực giữa sân. Việc trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn phải tập riêng khiến cho ban huấn luyện quyết định bố trí thủ môn Văn Toản tham gia vào buổi tập với bóng cùng các cầu thủ. Theo dự kiến, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 tới để cùng các học trò tập luyện tại Vũng Tàu. Ngày 10 tháng 12, đội sẽ trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Philippines sau đó 4 ngày. Kể từ khi nghe tin công nghệ VAR có thể được sử dụng ở V-League, người hâm mộ trong nước ngay lập tức thể hiện sự quan tâm rất lớn. Cũng dễ hiểu thôi, vì công tác trọng tài suốt bao năm qua luôn là vấn đề nhức nhối, làm ảnh hưởng tới chất lượng giải đấu. Mới đây, VPF đã lên kế hoạch trang bị 4 xe VAR tiến tới thử nghiệm công nghệ này trong một số trận đấu V-League tới đây. Chiều ngày 5 tháng 12, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 2 khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất và đem ra thảo luận là việc VPF sẽ thử nghiệm VAR ở một số trận đấu tại V-League trong thời gian tới. Trong báo cáo trước hội nghị, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cho biết Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch đầu tư trang bị 2 xe VAR để sử dụng tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam theo nguồn kinh phí hỗ trợ từ FIFA. Bên cạnh 2 xe VAR được đầu tư theo nguồn kinh phí từ FIFA, VPF cũng đầu tư mua thêm 2 xe VAR khác để đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, ông Trần Anh Tú, 2 xe VAR do VPF mua sẽ về Việt Nam trong tháng 12 này. Ngoài việc đầu tư 4 xe VAR, VFF cũng lên kế hoạch ký kết hợp tác với Liên đoàn bóng đá Malaysia và Thái Lan trong việc hỗ trợ, đào tạo, sử dụng các trọng tài tại các giải vô địch quốc gia. Sở dĩ VFF hướng đến việc cộng tác với liên đoàn nước bạn vì cả hai nước đều đã có kinh nghiệm sử dụng VAR, đặc biệt là Thái Lan với Thái League. Cũng trong cuộc họp ban chấp hành VFF diễn ra hôm qua, một quyết định liên quan tới đội ngũ trọng tài đã được công bố. Theo đó, ông Đặng Thanh Hạ sẽ thay thế ông Dương Văn Hiển làm trưởng ban trọng tài. Đây tiếp tục là một động thái cho thấy VFF đang có những điều chỉnh để công tác trọng tài ở các giải đấu bóng đá ở Việt Nam nói chung và V-League nói riêng trở nên tốt hơn. Ngày 5 tháng 12, Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 2 khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2026 với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong phân công nhiệm vụ cho các ban chức năng của VFF, ban trọng tài đã có sự thay đổi khi ông Đặng Thanh Hạ thay thế ông Dương Văn Hiền làm trưởng ban trọng tài. Ông Đặng Thanh Hạ từng là trọng tài và giám sát trọng tài, từng được FIFA mời sang UAE bồi dưỡng chuyên môn để trở thành giám sát trọng tài cấp FIFA. Ông Hạ là ủy viên ban trọng tài khóa 8 và hiện là giảng viên của Liên đoàn bóng đá châu Á. Với việc công nghệ VAR dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm tại V-League 2023, kinh nghiệm phong phú của vị giám sát trọng tài này là điều vô cùng cần thiết. Khép lại bản tin bóng đá Việt hôm nay sẽ là một số thông tin bóng đá trong nước chúng tôi mới cập nhật được. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Hải Phòng sau thành công ở mùa giải 2022 khi giúp đội bóng đất cảng giành vị trí Á quân V-League. Sau buổi làm việc cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ, vị huấn luyện viên xứ Thanh sẽ tiếp tục nhiệm kỳ trong hai mùa giải kế tiếp theo một điều khoản trong hợp đồng của ông. Trước đó, chiến lược gia 50 tuổi đã được một số đội bóng quan tâm, trong đó có đội bóng quê hương ông, Đông Á Thanh Hóa. Nhiệm vụ trước mắt với huấn luyện viên tài năng này là cùng đội bóng đất cảng giải bài toán lực lượng cho mùa giải mới. Hải Phòng sẽ hội quân từ ngày 10 tháng 12. Trên trang cá nhân, thủ thành Philip Nguyễn đã cập nhật những hình ảnh bên gia đình được chụp tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 12. Được biết, anh trở lại Việt Nam để du lịch, đồng thời cân nhắc kế hoạch chơi bóng cho một câu lạc bộ tại V-League. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nam Cộng hòa Séc cũng ghé thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Điều này củng cố niềm tin cho người hâm mộ viễn cảnh anh khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ không còn xa. Philip Nguyễn vẫn luôn khát khao được nhập tịch và chơi bóng tại quê cha đất tổ. Dù đã từng được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc, tuy nhiên thủ thành 30 tuổi vẫn chưa có trận bắt chính.
trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.